vào cái nhà nghe cái nhà tôi đi đủ đêm vậy. Tôi đi ăn đêm nghe cái nhà cái này ốm rồi. Ốm gì? Ốm gì nữa. Ăn rồi cái nhà ăn lộn luôn nhóc. Nói chỉnh hộp trời ơi. Cặp ba mày rớt hả? Chết rồi, đúng rồi. Xin lỗi. Xin lỗi, lo vào anh cái chổi đá anh. Lo vào anh cái nói tên. Con cặp ba. Không bán. Bán em, mà đâu. Em ơi, em ơi má em chặn là quay cho em. Chắc em. Nhưng chị trời. Anh ba khí á. Đủ con cặc ba khí. Rồi sao anh kêu đi đợi nói làm gì trời. Tự mày uống đi. Nói kêu hai cái chị ta chị kim hai tẩy lộn. Gì đó. Một ly nước mía. Ô một ly nước mưa. Lấy chai nam của anh với lại ly đá anh lộn. Lộn. Đủ con cặc má mày à. Bán không? Bán. Đủ má lạnh đá nha. Con cặc lạnh dần luôn. Chai năm của anh với cái lồn. Cái tẩy. Con cặc. Con bại luôn. Đúng má mày bán lồn không nhỏ? Không. Từ hồi từ sao lòn bán lòn. Trời ơi miếng bánh này muốn gớt ra kìa. Bán ủa không nãy bánh cạnh bánh đó nãy kêu xuống dưới xà sung. Ủa không có nằm quá chị tin ơi chị lòn cho lòn chị tin chị tin có chị tin không thằng lòn chữ ta nghe trời. Con cạc mà nó chữ. Ừ, cái gì vậy? Bà nội. Trời ơi trời, nãy dưới này đông. Nay đông ở dưới này đông thiệt. Tệ lực á. Làm đĩ tâm thể dưới này. Tào lao. Giờ nó đít. Lòng lạnh đấy. Chơi gì kỳ quá. Mấy giờ mà bà Kha bà nghỉ trời bánh dưới lòng rồi. Ôi trời trời ơi. Em nãy tao đi lên bánh. Cỡ con hủy rượu đi. Mày uống đi. Nó nói gì cho ông chứ tao biết gì vậy. Nó cách cặt nó đi không. Ấy như lồn. Mình đang tới nay mấy vàng. Ok cảm ơn nha đĩ. Nội vụ viên. Ê, đọc máu rồi hả? Bà nội này nè. Trời ơi trời đâu còn cục đá dưới này nè trời ơi. Lạnh như chiến giáp cái hay đó. Lãng. Giờ con giáp luôn. Lòng lạnh là lòng thơm. Lòng lạnh không? Xin coi bà anh đụ một chó bệnh. Nói bậy bạ không? Cô anh đụ đã đời rồi đi ra nè. Mình bỏ tên tới đó đi. Tên gì? Kìa đụ xương xương thôi. Đâu? Đó, chị nó đụ tiết dinh đó. Đủ thằng Tiết Trinh nha, thằng Tiết Trinh. Không. Ướt cái là. Là gì? Đọc cái tiết gì? Tiết xương. Không. Trời giờ này mát mát nha. Chơi mát mát cái người ta lại người ta đè người ta hãm đụ đi mẹ anh đã sướng ông nội ra tào lao kêu gì đừng cho nó uống thì tiên cho nó uống thì tọt nha uống
gì? À, uống lòm đi. Cái gì cho uống? Okay, chứ nãy nhẹ không thấy uống à? Thử đi. Uống nó đi. Chú ơi. Bỏ chứ mà. Mà em này lạnh lòm á. Không uống thuốc chị. Ủa, không có, phải uống thuốc cặc á. Rau không? Mày có về bộ mày hư chinh hả? Có thuốc hậu chinh. Ủa hậu chinh là gì trời? Không nghe tao đó vậy tao hồi tới hồi luôn ai. Tao hồi tao nghe. Bán người ta mà có phục hồi á. Ủa hậu lao không? Dạ. Dạ. Có ăn dân lầy. Ai ạ? Nó bán cho bán được không? Cái gì? Nãy bán cũng được. Nãy đây có ba bàn kiếm nghề đó. Cái này sao bán? Ba bàn đủ đóng tiền điện. Vậy à, ta xuống đâu gắn quạt gió không có đóng điện. Ủa? Cái gì ta? Livestream gì đâu mà tôi kêu tôi nói chuyện hoài không trả lời, nó có thấy được đâu, lòng hí mắt gì không, nó cười vậy đó, nó trời ơi có thấy được đâu mà Tiên ơi, phải nó đói rồi giờ cái ăn ổn mỹ uống nở ra nè, nó cho nó bụng dữ là chắc là chiều đâu ăn đâu, chiều đi á bán đâu ăn, cứ cố lên.